Xin kính chào tất cả các quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta thì ai cũng muốn trở thành một người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người không chỉ biết ăn nói khéo léo đi vào lòng người, mà còn phải biết trân quý những giá trị của cuộc sống để phúc báo luôn luôn được vững bền. Vậy đó là những giá trị nào vậy? Hãy cùng tìm hiểu với dòng chảy cuộc đời ngay sau đây. Người khôn ngoan biết trân quý, biết buông, biết nắm. Người với người quý ở duyên phận, tâm với tâm quý ở chân thành. Duyên đến hãy vui mừng đón nhận, duyên đi hãy bình thản bước qua. Đường không thông đừng ngần ngại chuyển hướng, vận không tốt cứ thong thả quay đầu. Làm người thì không được mất gốc, thành tín thiện lương, hiếu kính cha mẹ là cái gốc làm người. Duyên phận trên đời ngàn vạn loại, chỉ có chân quý mới là cách hành xử sáng suốt. Bằng hữu không cầu nhiều, mời đến là đến, rủ đi là đi, thế là được rồi. Tình yêu không cần hoành tráng ồn ào, chỉ cần bình thường nhẹ nhàng, chân tâm thực ý là có thể mãn nguyện rồi. Tình nghĩa chỉ cần thấu hiểu là được, nhưng tuyệt đối không nên giả bộ cho qua chuyện. Giấy vĩnh viễn không bọc nổi lửa, đứng trước chân thành thì mọi lời nói dối đều là lừa bịp. Thời gian lâu dần, thực thực hay giả giả tự nhiên sẽ hiển hiện rõ. Đời người như chuyến đi dài, giữa đường có duyên phận không mong đợi mà tự nhiên gặp gỡ, lại có những duyên phận chớp mắt liền qua đi, có những duyên phận đi cùng bạn một hành trình, lại có những duyên phận đi theo bạn cả cuộc đời. Bất kể đó là loại duyên phận nào thì ấy đều là phong cảnh điểm tô cho con đường đời của bạn. Duyên đến nên trân quý, duyên đi hãy buông tay. Đường không thông thì cứ chuyển hướng, vận không tốt thì cứ thong thả quay đầu. Như thế bạn chính là người trí tuệ. Con người luôn cầu điều này, mong muốn điều kia, chi bằng cầu sức khỏe, sống vui vẻ bình an, không tai họa không bệnh tật. Có người nhung nhớ thì đó là hạnh phúc, có người hiểu mình thì đó là phúc phận, có người thương yêu thì đó là duyên nợ. Đời người bất kể đi con đường gì, sống cuộc sống ra sao, có tâm trạng thế nào, chỉ cần bạn học cách điều chỉnh tâm thái, mở rộng tấm lòng, coi nhẹ sự việc, không ham cầu, không tham lam, cứ mỗi bước in một dấu chân, đi con đường bản thân mình muốn đi là có thể mãn nguyện rồi. Đường dẫu khó đi, cuối cùng cũng sẽ đến điểm cuối. Đêm dẫu tối đen, cuối cùng cũng đến lúc bình minh. Xe đến chiếc non, đường tự mở, thuyền đến đầu cầu tự thẳng qua. Người thông minh sẽ biết tự điều chỉnh cuộc sống của mình, không để bản thân đi vào tuyệt lộ. Đường không thông sẽ biết tự chuyển hướng, đi đường vòng mà qua. Sơn hào hải vị đều trôi qua khúc ruột, chỉ có sức khỏe mới là chân thực, những thứ khác đều là phù vân. Sức khỏe là vật báu quan trọng nhất của con người, cũng là tài sản lớn nhất của cuộc đời. Có sức khỏe, cuộc sống mới có ý nghĩa. Mất sức khỏe rồi thì ăn gì cũng chẳng thấy ngon, ngủ đâu cũng chẳng thoải mái, cả ngày vật lộn với bệnh tật, cuộc sống thống khổ vô cùng. Cuộc đời sẽ là một màu ảm đạm, ngày qua ngày sẽ chẳng còn thú vui. Sống như thế làm sao có được niềm vui, ở đâu có được hạnh phúc. Có sức khỏe mới có vốn liếng, cuộc đời mới có hy vọng, cuộc sống mới có hướng đi. Muốn cuộc sống như thế nào thì mới có thể dốc sức mà theo đuổi. Có sức khỏe mới có thể gánh vác trách nhiệm của mình, trên hiếu kính mẹ cha, dưới nuôi dạy con cái, dành cho bạn đời trái tim yêu thương quan tâm chăm sóc, tạo cho gia đình bầu không khí ấm áp tường hòa. Có sức khỏe, cuộc sống mới có dư vị. Nắm giữ được sức khỏe chính là nắm chắc phương hướng cuộc đời, chính là có được chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là bạn có được gia tài bạc vàng như núi, mà là bạn có được một thân thể mạnh khỏe, một tinh thần lạc quan. Có được hai điều này, bạn chính là người hạnh phúc nhất. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe vì sao nói cuộc sống càng đơn giản, càng an nhiên tự tại. Càng trải nghiệm cuộc sống, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản hơn, và càng đơn giản thì càng an nhiên tự tại. Làm người kỳ thực không nên để tư tưởng quá phức tạp,
chỉ cần có đủ trí tuệ đơn giản thì con đường đời sẽ rời xa thống khổ và bi thương. Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết. Vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước, nhưng khi kết thúc sinh mệnh, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích. Dưới đây là 10 chân lý của cuộc sống giúp bạn hiểu đạo lý nhân sinh và cũng là những câu nói giúp người đọc có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tâm linh một khi nặng thì sống cũng mệt mỏi, nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi, an hòa cùng mọi người. 2. Sống trên đời cũng đừng quá so đo tính toán. Cổ ngữ nói, trăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời, nó khiến người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an khỏe mạnh. 3. Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh thản, ít một chút giận dữ, nhờ một chút rảnh rang. Thân vội nhưng tâm nhàn là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng thân vội mà tâm cũng vội thì tất sẽ sinh ra loạn. 4. Chẳng phải người ta vẫn nói biết đủ thường vui sao? Sở dĩ người ta vui là bởi vì cái tâm không bị vướng bận. Tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều, tâm lượng sung túc rộng lớn chính là tài phú thực sự của đời người. 5. Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi, không cần phải nuối tiếc những việc đã qua. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc. Buồn thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua. Cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá vụn vặt nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể mới thoải mái. 6. Con người sống trên đời kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm. Chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành, yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là cuộc sống giàu có, sung túc. 7. Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm cần một loại tha thứ. 8. Giữa người với người phải trao cho nhau tình yêu thương đồng loại, phải vui với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Yêu thương người khác kỳ thực chính là yêu thương mình. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác. Lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời. 9. Thế gian quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có thể không gặp phải tiểu nhân. Cõi hồng trần rất thâm sâu mà người trần lại ưa thích những điều hào nhoáng phù hoa, sao có thể không gặp chuyện phiền lòng. Nghĩ phải đơn giản một chút, bởi vì sống trên đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Coi nhẹ một chút, bởi vì trên đỉnh đầu còn có một bầu trời xanh. 10. Phải biết trân quý người bên cạnh mình, bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần tranh giành, không cần đấu khí tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì tìm đâu cũng không được lại nữa. Cuộc đời này còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết. Vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước, nhưng được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng không cô độc? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình bình lặng và an nhiên. Sau đây là lời Phật dạy về tu khẩu nghiệp để có vận mệnh tốt. Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức,
cũng đừng nên vì một ai đó đã gây ra lỗi lầm trong quá khứ mà dùng lời lẽ nặng nề để hành hạ họ. Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có đạo đức. Họ không dùng ngôn từ mạnh để phê phán chê bai người khác, không dài dòng nói từ chuyện nọ sang chuyện kia, không kể công của bản thân mình sau khi đã giúp ai đó. Lời nói của họ luôn chân thành với tâm ý động viên, khích lệ người khác. Dưới đây là 7 lời khuyên cho bạn về việc này. Khi bạn thực hiện được, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn, tươi đẹp hơn. Như vậy, phải chăng vận mệnh của bạn đã tốt hơn rồi? 1. Đừng bao giờ nói nhiều về tính xấu của người khác, vì những điều đó không ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn và vì bạn chưa chắc đã tốt hơn họ nhiều. 2. Đừng bao giờ bình xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn cả. 3. Đừng bao giờ có lời nói làm tổn thương người khác, vì luật nhân quả luôn tồn tại. Hãy nhớ câu cười, người hôm trước, hôm sau người cười. 4. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó. 5. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn, nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân. 6. Đừng bình phẩm xấu về ai đó, vì có thể người nào đó cũng đang nói về bạn. 7. Đừng giải thích nhiều về một sự việc nào đó, vì có thể càng giải thích thì vấn đề lại càng trở nên rắc rối hơn. Hãy thực tập tu khẩu nghiệp ngay từ bây giờ. Nếu lời nói ra không phải để xoa dịu, không phải lời yêu thương, thì nên im lặng bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của tất cả chúng ta đều là một chuỗi tuần hoàn nhân quả vô tận. Bất cứ việc gì bạn làm ngày hôm nay cũng chính là gieo cái nhân để chờ đến ngày hái quả. Vì vậy, muốn hái được quả ngọt thì nhất định ngay từ bây giờ bạn phải gieo mầm những hạt giống tốt. Và để theo dõi thêm những video clip ý nghĩa khác của dòng chảy cuộc đời, quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.